thưa quý vị và các bạn minh hải miền đông tiếp tục trở lại để gửi tới các bạn với một câu chuyện đau buồn đã xảy ra trong gia đình và tôi mong rằng đây là một câu chuyện để quý vị các bạn lắng nghe cùng chia sẻ trước khi vào câu chuyện này tôi không quên gửi lời chúc tới quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn bình an khỏe mạnh và may mắn trong cuộc sống Giờ đây tôi kính mời quý vị các bạn hãy lắng nghe theo dõi chi tiết về câu chuyện này. Thương ôm con uống thuốc sâu tự tử, đến khi phát hiện ra thì hai mẹ con đã tím ngắt người, không còn kịp để đưa đi cấp cứu. Không một ai hay biết vì sao cô lại làm như thế Thương và Hùng yêu nhau được 3 năm Thì nên vợ nên chồng Ngày Thương về làm dâu Cô cũng biết rõ cuộc đời mình sẽ gặp vô vạt khó khăn Vì cả nhà chồng vốn không ai ưa cô gì cả Thương không phải là người vốn nhanh nhẹn hoạt bát Nhưng bù lại cô chăm chỉ và nhẫn nại Vậy nhưng từng ấy vẫn chưa đủ vừa mặt mẹ chồng và cô em chồng. Dù lập gia đình đi làm sẽ rất là vất vả, nhưng Thương vẫn đảm đang tốt cả hai công việc. Chiều nào cô cũng đi làm về sớm để chu toàn cơm nước cho nhà chồng. Mẹ chồng dưới quê một mực khăng khăng gọi điện lên bắt cô nghỉ việc không được thì lại hăm hệ, xỉa sói. Nhưng Thương đành kệ mà nhắm mắt cho qua ngày từ ngày thấy con dâu không chịu nghe lời thế là mẹ chồng quyết định lên thành phố sống hẳn với vợ chồng của thương để quản lý con dâu lúc mới về làm dâu mẹ chồng không ưa đã đành nhưng tới khi thương mang bầu mà mẹ chồng vẫn chẳng chịu thay đổi tính nết ghét cân dâu ra mặt thậm chí còn hơn cả trước đây bụng mang dạ chửa ngày càng một to nhưng việc nhà thì cứ ủn ủn làm không kể xiết Nhiều lần thương tính nhờ em chồng Thì cô em ngú ngoảy lắc đầu Lạnh lùng bảo không làm là không làm Nhiều lúc tủi thân cô chỉ biết ôm mặt mà khóc nức nở Tới ngày sinh Thương vốn không sinh thường được vì thai ngược Nếu đẻ thường rất nguy hiểm nên buộc lòng đẻ mổ Vừa sinh xong được tính ra là 7 ngày thì mẹ chồng đã chống nạnh bắt con dâu cơm nước giặt vũ trông con. Mẹ chồng chỉ ngồi không chơi chứ chẳng giúp đỡ gì lúc con dâu ở cữ. Từ ngày sinh mẹ chồng cũng chẳng thèm nhìn mặt cháu lấy một lần vì cái lý do con thương sinh ra không giống bố nó tí nào. Được thế, hàng xóm dị nghị thương ngoại tình nảy nọ nên mới sinh ra đứa con khác loại như thế. Chồng thương, bệnh vợ thì lại bị mẹ chồng chửi là nhu nhược, nảy nọ nên anh cũng không dám cãi lại lời mẹ, chỉ biết động viên vợ cố gắng thêm thời gian nữa. Hùng đi công tác tiện miên nên chuyện vợ con anh nhờ cả vào mẹ mình. Trước mặt con trai, mẹ chồng thương tỏ ra là quan tâm con dâu, thương cháu nội nhưng sau lưng thì lại hầm hực chi chiết, thương không tiếc lợi. Từ ngày sinh con, mỗi bữa cơm ở cữ của thương chỉ có mỗi đậu rán và trứng rán, ít canh rau ngót, ăn như thế không có sức, chứ đừng nói có sữa cho con bú. Nhiều lần thương ngỏ ý muốn thay đổi món ăn thì mẹ chồng chỉ nói Nhà này đâu phải mình có biết đẻ Trước tôi đẻ có như này mà ăn đã no đủ lắm rồi đừng có đòi hỏi lắm chuyện. Mẹ chồng thương nói vậy, nhưng đến khi không có sữa cho con bú, thì bà lại quay sang trách mắc thương, không làm gì ra hồn. Đến việc chăm con cũng làm không xong. Chồng lại hay đi công tác không ở nhà, nên lời thương nói anh chỉ toàn nghi ngờ rồi trách mắng cô này nọ. Chỉ mới có một tháng sau sinh, đáng như dâu nhà người ta thì béo tốt, ra thì thương xuống cân trầm trọng người nhợt nhạt mùi sữa pha lẫn với mùi hôi lâu ngày chưa được tắm nhiều lần lên thấy con dâu như vậy mẹ chồng lại tiếp tục chửi rủa thương chỉ biết im lặng không dám nói nửa lời nghĩ thương mình rồi thương con cô quyết định xin chồng và mẹ chồng cho mình về ngoại ở hai tháng cữ nhưng tưởng vốn mẹ chồng chẳng ưa gì mình sẽ đồng ý ngay sau lời đề nghị đó ai ngờ bà một mực phản đối nếu cô muốn về ấy thì bế con theo tôi về quê nội nhà tôi thiếu gì ăn mà phải sang nhờ vả bố mẹ của cô hùng thấy mẹ có ý đấy liền đồng ý ngay vì từ ngày vợ sinh con đến nay thấy vợ gầy anh vẫn nghĩ là do thức ăn trên thành phố không đảm bảo nên một mực khuyên nhủ vợ nghe lời mẹ anh thấy mẹ nói đúng đấy mẹ con em về quê một thời gian cho thoải mái chứ ăn ở trên thành phố không an toàn nhưng mà nhưng với nhức cái gì con dâu gì mà không coi lời chồng với mẹ chồng ra gì mẹ chồng thương gắt gỏng thấy thái độ ấy của mẹ chồng thương đành lòng chấp nhận vì nếu từ chối thì chẳng làm mẹ chồng thêm ghét cô hơn mới đầu về quê thấy anh em họ hàng sang hỏi thăm sức khỏe mẹ con thương Thì mẹ chồng tỏ thái độ khác hẳn Quan tâm thương một cách tỉ mỉ Còn nói tốt số lắm Mới có được cô con dâu như thương Thế nhưng Khi mà mọi người về hết Thì bà quay ngắt thái độ không phanh Nói những lời rất khó nghe với thương Vừa đi xe cả một quãng đường dài Thương mệt rũ rượi Muốn nằm nghỉ một tí Thì mẹ chồng dịnh dậy bắt nấu cơm còn quấy khóc Mẹ chồng cũng không bế chúc Bắt cô điệu con mà lạ. Thương vốn biết rõ thái độ của mẹ chồng Nhưng cô không ngờ Bà lại ghét mình cay nghiệt đến như thế Vừa mệt vừa đau ốm Hậu sản trong lúc điệu con nấu ăn Thương lạ đi không biết lúc nào Chỉ biết sau khi tiếng mẹ chồng nói oang oang Cô mới toàn tỉnh dậy Cô nấu nướng kiểu gì mà để nồi thịt kho cháy khét là thế này Cô có biết làm cái gì không hả? Do con vừa đi xe đường dài nên hơi mệt. Con chỉ là đúng là vô phúc cho cái nhà này cưới phải cô con dâu đoạn như cô. Nói rồi mẹ chồng đuổi mẹ con thương vào trong nhà vì sợ hàng xóm nghe thấy. Tối hôm đó mẹ chồng ăn cơm xong xuôi thì gọi thương vào ăn nốt để dọn dẹp. Vừa bước vào nhìn mâm cơm chỉ vọn vẹn có canh bát nước mắm với đĩa thịt khét lúc nãy mà thương ứa nước mắt. Thấy con dâu khóc lóc mẹ chồng lại được thế chửi mắng. Không có ngày nào là thương được yên ổn với mẹ chồng cả. Mang tiếng về đây để ở cữ nhưng chẳng khác gì địa ngục. Tâm lý nhạy cảm sau sinh cộng với những dồn nén uất ức bấy lâu nay, thương bỏ cả mâm cơm, ôm con chạy ra khỏi nhà trong đêm. Nghĩ con dâu chỉ khóc lóc bỏ đi đâu đó nhưng tận tới 12 giờ đêm Cũng không thấy con dâu trở về Mẹ chồng hốt hoảng đi tìm khắp nơi Nhưng cũng không thấy Sợ quá bà gọi điện cho Hùng về ngay trong đêm để tìm vợ con Hùng hốt hoảng bắt xe về ngay dưới quê để tìm hiểu lý do Vì sao thương lại cư xử như thế với mẹ chồng đang hầm hực nghĩ vợ này nọ thì từ xa anh đã trông thấy hàng xóm đứng kín cả sân nhà mình Vừa thấy Hùng về Mẹ chồng hốt hoảng hét lên Mẹ con cái thương chết rồi con ơi Hùng quay sang hỏi anh em họ hàng Thì mọi người không ai biết chuyện gì Trong lòng Hùng lúc đó chỉ biết tách vợ vô trách nhiệm Khi suy nghĩ nông cạn bắt cả con cùng chết Lúc này Hùng quay sang thấy mặt mẹ mình hốt hoảng Tái mét cách không ra máu anh gặng hỏi nhưng mẹ anh lúc này chết sững như trời đánh cứng họng không nói thành lời. Đến khi ôm vợ con vào nhà, Hùng mới tá hỏa khi nhìn thấy mâm cơm chỉ có độc mỗi địa thịt lợn cháy khét. Còn giờ để từ đêm qua anh mới hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra, để vợ về quê không khác gì anh đẩy vợ vào chỗ chết. Vợ phải chịu khổ, uấn ức bao lâu nay mà anh lại nghe lời mẹ không chịu tin vợ để xảy ra sự việc như ngày hôm nay hùng như hóa điên dại đứng ngoài sân ôm vợ con khóc khàn cả tiếng mẹ chồng lúc đó sợ tới mức lên cơn co giật vì bà biết rõ nhất mình là người gây ra chuyện tẩy đình khiến con dâu tới mức đường cùng như ngày hôm nay vâng thưa quý vị và các bạn một câu chuyện xót xa giữa mẹ chồng nàng dâu Mong quý vị và các bạn lắng nghe chia sẻ tôi chân thành Cảm ơn Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo